người nuôi cá thác lát lãi hơn 10.000 đồng trên kg. Cá thác lát là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Cá thác lát được nuôi tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp. Tính đến tháng 5 2023, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh Hậu Giang hơn 3.654 ha, trong đó diện tích nuôi cá thác lát là 56,73 ha, tăng 0,76 ha so với cùng kỳ. Hiện nay ngày 21 tháng 6 năm 2023 giá cá thác lát nguyên liệu từ 72.000, 75.000 đồng trên kg. Với giá cá này, sau khi trừ chi phí người nuôi còn lãi khoảng 10.000 đồng trên kg. Việc xây dựng chuỗi giá trị sẽ giúp sản phẩm có sức bền khi cạnh tranh với nhiều loại chả cá nổi tiếng ở các địa phương khác. Bên cạnh đó, mô hình nuôi cá thác lát thương phẩm và sinh sản cũng giúp nhiều bà con có thu nhập từ 100, 200 triệu đồng trên 2 trên 5. Trung bình 1 hectare người dân nuôi đạt từ 80 đến 100 tấn. Vì vậy, việc hình thành vùng nuôi chuyên canh không chỉ tạo nguồn nguyên liệu ổn định, vừa đảm bảo được chất lượng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Hợp tác xã Kỳ Như với thế mạnh là các sản phẩm từ cá thác lát ở huyện Phụng Hiệp, cho biết đến nay hợp tác xã đã có 10 sản phẩm từ cá thác lát đạt chuẩn OCOB 4 sao. Với vùng nguyên liệu khoảng 15 hectare nuôi hiện nay, mỗi năm hợp tác xã cho ra sản lượng khoảng 500 tấn cá thác lát nguyên liệu phục vụ sản xuất. Có thể thấy, giá cá thác lát nguyên liệu thời gian qua có nhiều biến động, do vậy cần quy hoạch lại diện tích nuôi cá thác lát gắn với việc chế biến để đảm bảo ổn định lâu dài.